Hello, xin chào thầy các bạn, chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV. Kênh mình thì chuyên mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là ngày 25 tháng 2 năm 2021. Và bây giờ thì cũng là gần 10 giờ tối rồi các bạn nhé. Và buổi tối livestream ngày hôm nay thì bên mình lại về ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì các bạn nào chưa ưng nào sản phẩm mình có thể lên YouTube nhé. Các bạn lên giúp mình là các bạn lên này. Các bạn lên YouTube này. Đấy, các bạn lên YouTube nhé. Các bạn gõ kênh là Triệu Phú TV này. Đấy, các bạn gõ kênh là Triệu Phú này. Đây các bạn gọi kênh cho mình là giúp kênh cho mình là Triệu Phú TV nhá. Đây ạ, các bạn kích vào mục là đây kênh mình sẽ lên đầu tiên luôn. Kênh mình được là gần 50 à gì nhỉ? Gần 57k sắp đi các bạn nhá. Đấy, gần 57k sắp các bạn nhá. Đây, gần 57k sắp đây các bạn kích vào mục video này. Rất nhiều điện thoại cũ giá rẻ cho các bạn lựa chọn nhá. Đấy các bạn xem các cái ngày mới nhất giúp mình. Một ngày trước và 3 ngày trước giúp mình nhá, 5 ngày trước giúp mình nhá. Các bạn những ngày sau thì mình đã thanh lý hết rồi. Thì nhà mình nay về được mấy mẫu giá rẻ thì mình sẽ giới thiệu và thanh lý luôn cho bạn nhé. Sản phẩm đầu tiên buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình để về được con này là Samsung giá rẻ. Samsung giá rẻ thì con này là con Samsung, mình sẽ xem cho bạn nhé. Con này là Samsung S6e. Đấy, con này là con Samsung S6e. Con này thì mình sẽ xem cho nó bộ nhớ của nó là bao nhiêu GB các bạn nhé. Đấy, con này là 64GB luôn này. Đấy, 64GB này. Đấy, RAM con này sẽ là RAM, mình sẽ xem cho các bạn nhé. Đấy, mình sẽ xem RAM 3, bộ nhớ trong 64GB. Con S6e này thì là tất cả là dùng bình thường. Màn hình của nó thì là hơi ám nhẹ một chút thôi, là bị màn hình hơi ám nhẹ một chút với cả tình trạng bị sọc một xanh một đường này các bạn nhé. Đấy, một sọc xanh một đường này. Con này thì bên mình sẽ thanh lý bạn về giá là 900k. Đấy, cho bạn mua về học online nào thì là các bạn xem phim nghe gọi hoặc là các bạn là một cái máy phụ nghe gọi rất ok. Đấy, chỉ với là 900k thôi. Các bạn lại giúp sản phẩm Samsung S6e luôn. Tại vì ngày này con này ngày trước siêu phẩm con này cũng là mười mấy triệu đấy. Giá bây giờ chỉ với giá là 900k thôi các bạn nhé. Đấy, các bạn mua về tặng các em nhỏ học sinh hoặc ông bà bố mẹ người thân hoặc các bạn làm máy phụ rất ok. Hoặc các bạn mua về học online rất ok các bạn nhé. 900k cho bạn con S6e này nhá. RAM 3GB, bộ nhớ trong là 64GB. Được cái bộ nhớ trong 64GB các bạn thao lưu trữ nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung S6e này các bạn nhận hàng được sớm nhất. Một là qua Zalo, nếu mà Zalo mình không trả lời kịp thì mong bạn liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại mình đặt hàng. Và đây địa chỉ cửa hàng mình, gần các bạn thể là trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng mình để là giao lưu trao đổi mua bán. Và hình thức mua bán bên mình rất nhiều thức. Thì các bạn nào chuyển khoản trước, đủ trước thì mình sẽ free ship cho các bạn. Còn các bạn nào mà cọc trước cho bên mình thì các bạn phải chịu cho mình phí ship 50k, 100k và 200k tùy theo mức sản phẩm. Và ở xa thì bên mình có ship và tất cả sản phẩm bên mình thì cứ lỗi đồng hồ một tuần và bảo hành là 6 tháng. Nên là các bạn yên tâm sử dụng nhé. Và S6e 900k cho các bạn nhé. Rất là rẻ, học online rất là tuyệt vời luôn. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì bên em lại về được sản phẩm là Samsung Note 9. Đây, Samsung Note 9 nhá. Samsung Note 9 thì hôm nay mình lại về được một chiếc bản Hàn 2 SIM 2 sóng. Đây, Samsung Note 9, con này là bản Hàn 2 SIM 2 sóng. Cấu hình con Samsung Note 9 này thì là sẽ là gì nhỉ? RAM con này là RAM 6GB, bộ nhớ trong con này là 128GB. Màn hình con Samsung Note 9 thì màn hình của nó là tràn viền 6,4 inch. Độ phân giải màn hình của nó là 2K các bạn nhé. Các bạn xem phim 2K, 4K, 8K thì cực kỳ là tuyệt vời luôn. Mình sẽ vào xem phim gì nhỉ? Đây các bạn xem nhạc Samsung Note 9. Tại vì lúc mà siêu phẩm Samsung Note 9 ra là hơn 20 triệu cơ. Rất là tuyệt vời luôn. Đâm là các bạn mua sản phẩm cũ này dùng cực kỳ là sướng nhá. Đấy, đấy, đây, đấy, loa cực kỳ nghe hay và rất là to nghe hay. Đấy, đấy, đây, hình nền này, hình ảnh rất là siêu sắc nét luôn các bạn nhé. Đấy, độ phân giải 2K thì cực kỳ là tuyệt vời các bạn nhé. Đấy, RAM 6GB bộ nhớ trong 128GB thì các bạn cứ này, RAM 6 bộ nhớ 128 thì là các bạn là thao hồ lưu trữ và các thao hồ sử dụng các bạn nhé. Màn hình con này thì là màn hình đẹp keng nhé, không ám ố hay không lưu ảnh gì. Ngoại hình thì con này thì là máy còn 90 trên 90%. Đấy. Ngoại hình thì là máy còn 90 trên 90%. Máy cũ rồi thì là nói 9900 thì nhiều con nói 99% thì nó hơi quá các bạn nhé. Mình chỉ máy cũ rồi thì mình chỉ định giá 90 trên 90% thôi. Máy cũ thì là trên 90 thì trên 99% thì nó hơi quá các bạn nhé. Đây, ngoại hình còn khá là đẹp các bạn nhé. Đấy, Note 9 có hỗ trợ là cái bút camera này, các bạn có được bút camera này. Bút camera này bấm này các bạn chụp ảnh cực kỳ là sướng nhá. Đấy, con này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 6 triệu đồng các bạn nhá. Note 9 bản Hàn 2 SIM 2 sóng. Mặc định bản Hàn sẽ là 1 SIM,
bạn nào mà cần hai sim thì mình sẽ lên sim hai sim cho bạn nhé. Đấy, lót 9 này, màu titan này, lót 9 này, con này màu bạc titan, màu này rất là đẹp và nam tính nhé. Nói chung là con gái dụng rất là đẹp luôn, giá chỉ với giá là 6 triệu đồng thôi, nên các bạn yên tâm sử dụng các bạn nhá. Đây, ngoại hình rất là ok luôn. Đấy, lót 9 màu bạc titan là rất là đẹp nhá, 6 triệu nhá cho anh em nhá. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về là con này, con Samsung A51. A51 thì hôm nay mình vừa mới thâu lại của khách xong. Đấy, đây, Samsung A51 thì con này là bản công ty, hai sim hai sóng. Con A51 này thì các bạn cũng đã dành rồi. RAM con này là RAM 6GB này, bộ nhớ trong con này là 128GB. Đấy, RAM 6GB, bộ nhớ trong là 128GB. Đấy. À, con này thì là khách dùng cái ốp này rất là dữ luôn nhá. Mặt trước thì khách đã dán full màn hình rồi. Về các bạn chỉ phải dùng thôi. À, khách kiểu vỏ thì có phẩy cũ theo thời gian nhé. Vỏ thì có phẩy cũ theo thời gian thôi. Đấy. Vỏ thì có phẩy cũ theo thời gian. Con A51 là được cái thiết kế là 1 2 3 4 camera cho hiển thị hình ảnh, chụp ảnh cực kỳ là tuyệt vời luôn. Cấu hình là RAM 6GB, bộ nhớ trong 128GB thì các bạn tha hồ lưu trữ, đâm là rất là ok luôn. Và con Samsung A51 này thì là bản công ty hai sim này. À, con này thì bên mình đang thanh lý cho bạn với giá là 3 triệu gì nhỉ? 3 triệu 700k nhé. Đấy. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 3 triệu 700k thôi. Tặng kèm cho bạn một cái bốp ốp da này nhá. Ốp da này cũng gần 100.000 cơ. Khách mua gần bỏ mình là mua gần 100.000 đấy. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A51 này, camera âm màn hình này, các bạn nhà hàng mình sớm nhất đấy nhá. Nếu mà Zalo mình không trả lời kịp ý, thì mong bạn liên hệ trực tiếp qua hai số tài khoản hàng. Thì vì Zalo mình nhiều lắm, mình không trả lời kịp được, là mong là các bạn thông cảm. Các bạn thích máy nào thì các bạn có thể là điện trực tiếp cho mình qua số điện thoại. Mình bảo còn rồi là mình sẽ bán cho bạn, mà mình bảo hết rồi thì mình sẽ bảo hết rồi luôn các bạn nhá. Đấy, một cuộc gọi nó không mất bao tiền đâu các bạn, cứ gọi trực tiếp cho mình nhá. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về con này là con Samsung A8 Plus. Đấy. Samsung A8 Plus thì con này màn hình cực kỳ là bự và to luôn. A8 Plus thì con này là bản công ty, hai sim hai sóng. Con này thì là bản của nó là bản rất là buồn cười nhá. Bản của nó là bản RAM 4GB. Bộ nhớ trong 32GB, con này là RAM 4GB này. Đấy, RAM con này là RAM, con A8 Plus này là RAM 4 này. Đấy. Hôm nay về được con này là bản công ty mà RAM 4, bộ nhớ trong là 32GB các bạn nhé. RAM 4 bộ nhớ trong là 32GB, bản công ty, hai sim hai sóng. Thì là ngoại hình con này thì là viền với màn hình thì rất là đẹp nhé. Màn hình con này thì đẹp keng nhé, không ám bố hay không lưu ảnh gì. Mặt lưng thì có hơi phải theo thời gian thôi. Đấy, mặt lưng thì có hơi phải theo thời gian. Con này thì mình sẽ tặng kèm bạn một cái ốp luôn các bạn nhé. Mặt lưng thì có hơi sức phải theo thời gian này. Đấy. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 2 triệu 500k nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A8 Plus này, mua về tặng ông bà bố mẹ người thân hoặc các bạn để xài rất ok các bạn nhé. A8 Plus 2018, 2 triệu 500k cho bạn nhé. Rất là ok. Đây, và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về là con này là con Vinmart. Vinmart Line nhé. Đấy, con này là Vinmart Line luôn. Đấy, Vinmart Line. Vinmart Line này thì là phiên bản của nó là RAM 6 nhé. Con này của nhà mình là ban RAM 6 các bạn nhé. Đấy. Đấy, pin 4000, RAM 6GB. Bộ nhớ trong 64GB. Đây, con này là chip Qualcomm Snap 675. Pin con này thì là pin 4000. Bộ nhớ trong con này là RAM 6GB, bộ nhớ trong là 64GB. Con Vinmart Line thì con này thì là ngoại hình thì máy còn không phải đến 90% đấy. Con này thì ngoại hình còn máy còn 90% đấy các bạn nhé. Con Vinmart Line này, đấy. RAM 6GB, bộ nhớ trong con này là 64GB. Con này thì mình sẽ con này thì được cái là màn hình của nó đấy. Con Vinmart Line thì được, cái con Vinmart Line được đánh giá cực kỳ là cao. Tại vì cái màn hình của nó là AMOLED nhé, cho hiển thị hình ảnh cực kỳ là tuyệt vời luôn. Đấy, màn hình của nó là màn hình AMOLED cho hiển thị hình ảnh cực kỳ là tuyệt vời luôn. Đấy. Đấy. Rất là quý, máy màu xanh rất là đẹp nhé. Con này thì bên mình đang thanh lý cho bạn với giá là 2 triệu 300k nhé. Đấy. 2 triệu 300k. Các bạn là xíu, cấu hình là RAM 6GB, bộ nhớ trong con này là 64GB. Dùng rất là ok luôn. Màn hình của nó là màn hình AMOLED cho hiển thị hình ảnh cực kỳ tuyệt vời. Đấy, mình sẽ vào YouTube luôn. Đây. Màn hình AMOLED rất là đẹp nhé. Phim 4K cho các bạn này. Phim 4K này. Full HD luôn. 8K được, các bạn xem phim 4K này, này. Cực kỳ led luôn. Đấy. Mà loa thì cực kỳ to và hay. Đấy. Các bạn xem phim 4K, cái màn hình AMOLED nó rất là đẹp nhé. Đấy.
Đấy, các bạn nghiêng là không có độ bóng mời. Đấy. Đấy, các bạn nghiêng không có độ bóng mờ thì màn hình của nó AMOLED rất là đẹp luôn. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm con VinMart Lite RAM 6GB bộ nhớ trong 64GB này, các bạn nhà hàng sớm nhất nhá. Giá chỉ với giá là 2.300.000. Vậy, tiếp theo thì hôm nay nhà mình để về được con này, con Samsung à, con này con iPhone giá rẻ. Con iPhone giá rẻ này, con iPhone giá rẻ này là iPhone BiBat nha các bạn nhé. iPhone 6 BiBat này, iPhone 6 BiBat thì tất cả con này là dùng bình thường. Các bạn chỉ có không lắp được sim thôi, bi hàng bi bát này các bạn chỉ không lắp được sim thôi. Các bạn để gọi dụ mà Facebook, Zalo hay là gọi mạng thì rất là ok nhé. Hoặc để học online này, các bạn mua về học online cũng được. Hoặc các bạn mua về live stream cũng được, hoặc các bạn mua về chơi game cũng được. Con này thì là màn hình của nó thì là hơi bị đục đốm góc này nhé. Hơi bị đục đốm phản quang của nó. Cái này là chỉ bị đốm phản quang các bạn nhé. Đốm phản quang góc này một tí thôi. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 700k. Con iPhone 6 này các bạn nhé. Mình sẽ xem con này iPhone 6 nó bao nhiêu ghi. Con này là BiBat sẽ không dùng một sim các bạn nhá. Hàng BiBat là sẽ không dùng một sim. Con này là iPhone 6, con này là bản quốc tế luôn. 16GB BiBat các bạn nhá. Con này thì là màn hình của nó là hơi bị đốm góc này thôi. Mình sẽ thanh lý bạn giá là 700k. Đấy, rất là rẻ cho bạn và học sinh nhá. Về để học online rất ok nhá. 700k cho bạn nhá, iPhone 6 này. Đấy, mình nhớ năm nào mình còn mua cầm đi hơn 10 triệu mình đi mua iPhone 6. Bây giờ chỉ giá 600k, rất là rẻ cho bạn. Đây, thế mình tiếp theo là mình lại tiếp tục về con này đi, iPhone 7. iPhone 7 thì hôm nay nhà mình lại vừa về được 2 cây xong. iPhone 7 thì hôm nay nhà mình vừa được về được 2 cây các bạn nhá. Một con này là bản gì nhỉ? Con này là bản quốc tế 128GB, con này là iPhone 7 bản quốc tế 128GB. Thì là con này thì là màu đỏ các bạn nhá. Ngoại hình thì máy còn độ 90%. Con iPhone 7 màu đỏ phiên bản 128GB này thì con này thì sẽ mình sẽ bao cho bạn là main zin, màn zin bản quốc tế, pin con này là tình trạng pin là còn 81% các bạn nhé. Con này thì là bên mình sẽ bán cho bạn với giá là 3.200.000 nhé. Con iPhone 7 phiên bản 128 màu red 128GB này mình sẽ thanh lý bạn với giá là 3.200.000 bản gì nhỉ, màu đỏ này rất là đẹp nhé. Bạn nào hợp phong thủy màu đỏ các bạn mua màu đỏ này rất là ok ạ. Mệnh thổ sẽ hợp màu đỏ các bạn nhé. Còn các bạn nào màu gold này thì mệnh thổ cũng hợp màu gold nhé. Như mình đấy là mệnh thổ này. Con này thì là phiên bản của nó là cũng là phiên bản quốc tế. Nhưng mà phiên bản của này là phiên bản 32GB. Con này thì là máy cũng zin nguyên bản, main zin, màn zin. Con này thì là mình đã thay pin mới 100% cho các bạn rồi. Đấy, các bạn về chỉ việc xài thôi. Những sản phẩm này các bạn zin như này các bạn chỉ về đập máy mới hỏng thôi, bình thường lỗi vặt ít nhá. Con iPhone 7 này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 3 triệu đồng và con này 32GB nhá. Và con này là 128GB. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 7 này về dùng chơi game, xem phim, nghe nhạc, hoặc các bạn dùng là máy phụ mà nó cầm nhỏ nhắn thì các bạn nhận hàng được sớm nhất nhé. Rất nhiều cho các bạn lựa chọn. Đây, nó 8 đêm nay nhà mình được về này. S8 này. Mình xem có con nào đây. Nhiều lắm. Đây, S9 Plus này. Đấy, thì mình sẽ never luôn cho các bạn này. Đây. Nó 8 đây. Nó 8 đêm nay nhà mình lại về được con này là con lót 8 đẹp nhá. Nay nhà mình lại về được con lót 8 đẹp. Samsung lót 8. Đấy, lót 8 là nhà mình bản Hàn nhé. Bản Hàn mặc định của nó là sẽ là 2 sim. Nhưng mà ở bên Hàn Quốc họ sẽ thiết kế cái khay sim ấy. Khay sim thẻ nhớ nhưng mà vẫn chạy được. Các bạn lên chạy ROM về Việt Nam mình chạy ROM 2 sim thì rất là các bạn sẽ vẫn dùng được 2 sim nha các bạn nhé. Mặc định các bạn thắc mắc trước thắc mắc là sao lót 8 là 2 sim, nhưng mà mặc định lót 8 của bản Hàn là sẽ là 1 sim. Nhưng mà về Việt Nam mình thì mình sẽ chạy ROM lên quốc tế lên 2 sim các bạn nhé. Đấy. Con này thì là gì nhỉ? Ngoại hình con này thì là máy còn 90%. Con này thì là màn hình đẹp keng, không ám ố hay không lưu ảnh gì. Cấu hình là con này là RAM 6GB, nó 8 mình là sẽ là RAM 6 nhá. RAM 6 bộ nhớ trong 64GB, màn hình của nó là 6,3 inch. Độ phân giải màn hình của nó là 2K. Đó, cho hiển thị xem các bạn xem phim 2K, 4K, 8K, cực kỳ là tuyệt vời các bạn nhé. Đó. Đây, bản Hàn 2 SIM 2 sóng, máy cũng gọi là tương đối đẹp 90%. Con lót 8 này thì bên mình đang bán cho bạn giá là 4.500.000. Con màu đen bóng này là 4.500.000 nhá. Mà lót 8 mà giá dưới 4 triệu đồng mà màn hình đẹp keng thì không có đâu các bạn nhá. Nên các bạn cứ yên tâm về bên mình, giá cả bên mình 4.500.000 lót 8 màu đen. Màn hình đẹp keng, không ngả mối, không lưu ảnh gì các bạn nhá. Đấy, bạn nào thích sản phẩm siêu phẩm Samsung lót 8 này các bạn nhà hàng sớm nhất ạ. Đây, hôm nay nhà mình lại về được con S9 Plus. S9 Plus thì con này ngoại hình thì con độ 90%. Đấy.
Đấy, con này thì là màn hình cũng đẹp keng nhá. Màn hình con S9 Plus đây, màn hình con này là tràn viền 6,2 inch nhá. Màn hình con này là màn hình của nó là tràn viền 6,2 inch. Độ phân giải con S9 Plus này, đây. Con S9 Plus này, con này cũng bản là Hàn 2 SIM 2 sóng. Độ phân giải màn hình của nó cũng là 2K. Màn hình của nó là tràn viền 6,2 inch. Màn hình con này thì đẹp keng, không ám màu hay không lưu ảnh gì. Con S9 Plus này phiên bản của nó là phiên bản RAM 6GB này. Bộ nhớ trong con này là 64GB. Đấy, ngoại hình thì là máy còn 90 trên 90%. Con S9 Plus này thì bên mình đang thanh lý cho bạn giá là 4.700.000 các bạn nhá. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm Samsung S9 Plus màu xanh xanh dương này các bạn nhà mình sớm nhất nhá. 4.700.000 cho bạn nhá. Đấy. Đây, con S8 này, S8 như mong đợi các bạn này. Con S8 này thì mình nay thì mình lại về con này. S8 cho mình cũng là bản Hàn. Đấy, bản Hàn 2 SIM 2 sóng. Cấu hình con này là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB. Con này thì là máy màu bạc á, máy màu bạc, ngoại hình thì cũng rất là ok, 90%. Màn hình con này thì là màn hình của nó thì hơi bị đốm một tí nhá, hơi bị đốm một tí mà mờ góc này thôi. Màn hình con này thì là hơi ám nhẹ một chút nhá. Hơi ám nhẹ và bị đốm một tí ở góc này. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn với giá là 2.500.000 nhé. Con S8 này bản Hàn 2 SIM này mình sẽ thanh lý bạn giá là 2.500.000. Màn hình ám nhẹ và bị đốm ở chỗ một tí góc này. Mình sẽ thanh lý bạn giá là 2.500.000 các bạn nhé. S8 các bạn nhé. Đấy. Để xem mình có con nào không. À mình còn con này đây. Mình còn con này, con Vivo. Vivo Y11 nhé. Y11 này thì con này thì màn hình của nó là gì nhỉ? Màn hình của nó là tràn viền 6 inch, hơn 6 inch. Độ phân giải màn hình của nó là Full HD nhé các bạn nhé. Đấy. Thì con Vivo Y11 này thì là RAM 3GB. Bộ nhớ trong là 32GB. Con này vừa hôm nay mình vừa mua khách xong, nhưng mà mình hỏi mật khẩu mình quên, chiều mình làm nhiều việc mà mình quên mất. Mai mình phải phá mất mật khẩu cho bạn này. Con này là Vivo Y11 này. Đó, Y11. Ngoại hình cũng độ 90%. Con Vivo Y11 này là được cái trang bị của nó là viên pin 5000 nhé. Con này được cái là viên trang bị là viên pin 5000. RAM còn là RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB. Con Y11 này thì mình sẽ bán cho bạn giá là 2 triệu đồng các bạn nhé. Đấy, mai thì mình sẽ phá mật khẩu cho bạn nhé. Bạn nào lấy thì mình sẽ phá mật khẩu cho bạn. Bạn nào thích sản phẩm Vivo Y11 pin 5000 thì các bạn nhà mình sớm nhất nhé. Đó, 2 triệu đồng cho bạn nhé. Và bây giờ thì cũng muộn rồi. Và buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thành cho bạn. Thì các bạn nào chưa ưng nào sản phẩm mình, các bạn để đăng ký kênh, bật chuông thông báo, và mỗi tối mình sẽ livestream bán điện thoại thì các bạn sẽ là người xem và lựa chọn đầu tiên. Và bây giờ thì cũng muộn rồi, và xin chúc bạn đã xem video mình một buổi tối ngon. Và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Và xin chào, hẹn lại clip vào tối ngày mai các bạn nhé.